Nếu như chúng ta để trước mặt một con khỉ, một nải chuối và một tờ 100 đô, các bạn nghĩ con khỉ sẽ chọn cái gì? Mà nó không biết được rằng 100 đô có thể mua được rất nhiều chuối. Có một cái bệnh của những người mà đạt được một số thành tựu trong cuộc sống. Đó được gọi là bệnh ảo tưởng sức mạnh. Các bạn thấy có không? Đặc biệt là khi chúng ta đứng ở trên một nơi cao chút, ánh đèn chiếu vào mình. Sau đó thì mình rất dễ mình nghĩ rằng mình là tài giỏi, mình là tuyệt vời. Mọi người phải lắng nghe mình, mọi người phải ngưỡng mộ mình. Nhưng chúng ta không biết được rằng nếu một ngày cái điều đó mất đi mà mình bị dính kẹt vào nó thì mình sẽ rất là khổ đau. Và một trong những vấn đề của những người làm giáo dục, làm diễn giả là khi mà họ bắt đầu có tiếng tăm á, họ bắt đầu phải đi dạy liên tục thì trình độ sẽ bị chững ở một tầng. Các bạn để ý mà xem, tại vì không có thời gian đào sâu ở bên trong á. Thế nên nó sẽ bị chững, nó chỉ đến thế thôi. Và thực sự là Tuệ An rất sợ Tuệ An như thế. Nên Tuệ An nghĩ rằng đã đến cái lúc, tức là đã đến cái lúc trong năm nay mình phải quay trở lại với chính mình nhiều hơn. Mình phải kết nối mình sâu sắc hơn, mình phải nâng cấp linh hồn của mình lên một tầng mới. Để lúc đó mình vững vàng rồi, mình có thể giúp được cho nhiều người hơn. Đương nhiên chẳng có cái gì quý báu trên cuộc đời này mà không có cái giá phải trả cả. Bạn sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Ví dụ để các bạn có thể tu tập chuyên sâu, giỏi về thiền, giỏi về trị liệu, có được một nguồn năng lượng bình an để giúp cho rất nhiều người, cũng phải trả một cái giá chứ. Cái giá đó phải trả đầu tiên là xem bạn có dám buông hay không. Có dám buông những cái mà mình tưởng là mình đang có để mình đi nhặt lấy những cái quý giá hơn như là sự bình an bên trong hay không? Mình có dám buông bớt những cái danh vọng đấy không? Có dám buông bớt sự nổi tiếng không? Có dám buông bớt sự ngưỡng mộ từ một ai đó để đến một cái nơi hẻo lánh chẳng ai biết mình là ai, thậm chí có mỗi một mình sống trên đó, để quay trở về với thiên nhiên? Nhưng mà các bạn biết không, một trong những giây phút mà Tuệ An thấy Tuệ An giàu có nhất á, đó là khi Tuệ An ngồi thiền ở trong rừng thông vào buổi đêm. Cũng không phải đêm lắm, cỡ khoảng 7 giờ đến 8 giờ tối. Sau khi ngồi thiền một tiếng, Tuệ An nằm ra cái thảm yoga, nhìn lên bầu trời và Tuệ An thấy sao rất nhiều. Và các bạn nghe tiếng thông reo chưa? Lá thông, gió thổi qua lá thông, nó có một âm thanh khác so với những loại cây khác, được gọi là thông reo. Và khi nằm ở đó, nghe tiếng thông reo, tiếng côn trùng, nhìn lên bầu trời, Tuệ An thấy mình rất giàu có. Một cảm giác giàu có mà đôi khi ở những chỗ sôi động và đông đúc chúng ta sẽ không bao giờ thấy. Có một vị thiền sư dạy cho Tuệ An một câu chuyện như thế này. Vị thiền sư đó nói rằng nếu như chúng ta để trước mặt một con khỉ, một nải chuối và một tờ 100 đô, các bạn nghĩ con khỉ sẽ chọn cái gì? Mà nó không biết được rằng 100 đô có thể mua được rất nhiều chuối. Nếu như để trước mặt một con voi, một khóm mía và một cây gậy bằng vàng, con voi sẽ chọn gì? Mà nó không biết được rằng cây gậy vàng có thể quy đổi ra rất nhiều mía. Nếu để trước mặt một người nông dân một bao gạo và một bức tranh của Picasso thì người nông dân sẽ chọn gì? Mà không biết được rằng bức tranh của Picasso có thể mua được rất nhiều gạo. Nếu để trước mặt một con người bình thường tiền bạc, danh vọng, địa vị, thậm chí là tình yêu và một bên là sự bình an, con người sẽ chọn gì? Tiền bạc, danh vọng, địa vị, tình yêu trai gái, mà không biết được rằng đến lúc chúng ta có tất cả những thứ đó, chúng ta sẵn sàng đánh đổi
lấy hai chữ bình an mà thôi. Có rất nhiều dạng hạnh phúc khác nhau. Có những dạng hạnh phúc nó đến từ bên ngoài, và có những dạng hạnh phúc đến từ bên trong. Những hạnh phúc đến từ bên ngoài khi chúng ta chinh phục được một điều gì đó, khi chúng ta sở hữu một chiếc áo mới, khi chúng ta có được thăng tiến trong công việc, khi chúng ta chinh phục được người thương của mình. Và con người hay tìm kiếm cái thứ hạnh phúc đó. Nó dễ tìm, nó dễ đến và nó rất dễ đi qua. Nhưng có một thứ hạnh phúc, nó đến từ bên trong. Nó là hạnh phúc đích thực. Nó là sự bình an, nó là sự an lạc. Bình an sẽ đối chọi lại với bất an. Bất an sẽ có khi chúng ta mong cầu quá nhiều, khi tâm của chúng ta phiền não quá nhiều. Và bình an chính là chúng ta buông bỏ được mong cầu, buông bỏ được phiền não. Đó là bình an và tự do đích thực. Cảm ơn bạn đã xem video của Tuệ An. Bạn ạ, Tuệ An chỉ muốn chia sẻ với bạn một điều rằng trong cuộc sống này chúng ta sẽ luôn luôn có những khó khăn và có những nghịch cảnh sẽ đến. Nhưng những khó khăn và nghịch cảnh đó chỉ làm cho chúng ta lớn hơn mà thôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta xuôi thuận mãi mà chẳng có bao giờ gặp khó khăn? Bởi vì nội lực của chúng ta chỉ được vun bồi trong khó khăn khi chúng ta dám đối mặt và vượt qua được khó khăn đó. Vậy nên hãy chuẩn bị cho mình có nội lực đủ vững vàng, vững mạnh để chúng ta có thể đối đầu lại với mọi khó khăn trong cuộc sống. Và nội lực sẽ đến từ đâu? Nội lực lớn nhất, nó sẽ đến từ lòng biết ơn của bạn với chính bạn, với những mối quan hệ xung quanh, với cuộc đời này. Nó sẽ đến từ tình yêu thương của chính bạn với chính mình và những người khác. Và nội lực vững mạnh cũng sẽ là việc bạn có thể làm chủ được cảm xúc của mình, làm chủ được mọi hành động và lời nói của mình mà không bị chạy theo ngoại cảnh. Nhưng để có được nội lực như vậy, chúng ta cần phải có thời gian để rèn luyện với nhau. Và đó chính là lý do tại sao Tuệ An lại sáng tác ra bộ sách Chinh Phục Hạnh Phúc, gồm 90 ngày đồng hành liên tục với bạn để bạn có thể thực hành biết ơn, yêu thương vô điều kiện và làm chủ cảm xúc. Hãy cùng Tuệ An rèn luyện trong vòng 90 ngày nhé. Và chắc chắn bạn sẽ có nội lực cực kỳ vững mạnh để bạn có thể vượt qua được mọi sóng gió trong cuộc đời này. Nếu như bạn muốn đặt bộ sách, hãy để lại số điện thoại phía dưới comment hoặc ấn vào đường link ở phần mô tả để biết thêm thông tin và có thể đăng ký nhé. Và Tuệ An vô cùng biết ơn bạn và mong muốn được đồng hành cùng bạn trong những video tiếp theo hoặc cùng với bạn rèn luyện mỗi ngày trong bộ sách Chinh Phục Hạnh Phúc.